Tối qua tại tỉnh Bình Phước cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng trên quốc lộ 13 đoạn qua ấp 1 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. Người đàn ông điều khiển xe máy tông vào người đàn ông đi bộ qua đường khiến hai người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, xe máy biển số 93E119628 do người đàn ông khoảng 35 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ huyện Lộc Ninh đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến cổng chợ Lộc Hưng, bất ngờ tông vào người đàn ông khoảng 40 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, đang đi bộ từ bên phía tay trái xe máy qua đường. Cú tông mạnh khiến cả hai người bị ngã văng xuống đường, bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.